sữa gì nhỉ? Em nhìn thấy nó có ngon đâu. Ôi. Nó lúc ăn mới ngon ý. Nhìn thế này nó khác gì cục mỡ. Mình phải chấm gió đấy. Đấy, về đây, đi. Ui da, ui da. Em đi đốt lửa đấy. Em bóc que đâu. Này, em bóc que. Lật, đặt luôn xuống đấy luôn. Ê, sao? Nước xả thì nó cháy xả, nó sẽ nó ngấm xả rồi không cần đấy. Nó cháy xả nó sẽ bị cháy mất lầm đấy. Mắc võng kiểu à, mắc võng trên rừng Trường Sơn. Như kiểu dây phơi quần áo ấy nhỉ. Đây ông đang phơi chăn đấy, chăn màn đấy. Ê, mày tranh chỗ ghê thế nhỉ. Ui, tao bảo rũ bỏ bớt xả đi, nó ngấm xả là được rồi. Nó cháy xả là mất ngon đấy. Của mày nó phều phều đấy nhỉ. Thì anh làm thế mà. Như kiểu dây phơi quần áo ấy. Ôi giờ chỉ có chờ một tí là chín. Cái này rất nhanh chín. Không, 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 không. Wow, chín rồi mọi người. Ngon chưa? Vào đấy. Dạ. Dưa tại chưa? Thiểm ơi đấy. Không biết chín chưa. Trời, chín rồi. Chén này. Này anh ơi. Đi. Ra giữa suối chén đi. Thôi, ra giữa suối lạnh lắm. Mang ra đây ăn đi. Xa. Xa. Ngon chưa mọi người? Anh em mình sẽ ăn dần dần để... vừa nóng vừa ngon nhé mọi người nhé. Hoành tráng không? Mọi người thấy mình, anh em mình hoành tráng không? Đấy. Đồ Tây này, các thứ nó cũng phải Tây. Ăn kiểu Tây ấy. Đây. Em cũng biết kiểu ăn kiểu Tây, em xem phim Tây suốt rồi. Đâu? Đây em tưởng ớt không? Review cho mọi người cái ăn kiểu Tây nhé. Đấy. Sấn vào đây này. Đấy. Sấn vào một miếng này. Điên là sấn thế này. Lấy dao. Lấy dĩa này này. Khứa bắt. Sấn vào. Cắt. Ui, dao nhánh sắc đấy. Đấy, tao cắt được đấy thấy. Ui. Có dao lưu mượn dao không? Ừ, ăn tơi tơi ai ăn kéo. Cái màu đỏ là một nửa là của Việt Nam, một nửa là của Tây này. Đấy, kèm dao luôn. Kèm salad, kiểu salad đấy. Úi xời. Mời tất cả mọi người nha. Anh quê đấy, ăn ở như nơi. Ngon lắm mọi người. Gãy rồi. Giòn nè. Quá mọi người. Giòn. Đây, trời. Quên, mọi người quên món gì không? Món gì? Một cà phê là. Bia. Một cà. Quá ngon. Đây, mày quên, mày biết quên cái gì đâu. Nghĩ đáng nhẽ ra nhá. Ôi, thế mà Tây nhỉ. Mọi người nhờ biết cái gì không? Rắc muối. Thịt bò Mỹ, thịt bò gì nhỉ? Ý à? Người ta hay rắc kiểu đấy. Đây này. Đây. Đang đưa cả đàn tao này đây. Không biết gì. Em ăn cực ta. Em ăn kiểu ta. Kiểu là đây là Malaysia này. Ông cha ta hay ngồi thế này. Đấy. Các ông cụ nói không? Nay nhiều con da nhặng nhặng để nó bay. À, chỗ này là chỗ rãnh suối. Nó hay có mọi người nhé. Rất là ngon luôn. Dài dài, ngon. Dai giòn sật sật. Đấy. Nếu mà cắt miếng nhỏ này nó dai giòn sật sật rồi. À. Đúng là nầm. Ai ai cũng thích. Ngon quá. Quá ngon. Quá mát mẻ. Mà cả... em ngái mỏi mồm kìa nhá. Mình cắt miếng to quá. Và hôm nay gọi là ăn nầm hương lúa nhé mọi người. Lúa, mặc dù chưa có hương. Đó, cắt mỏng nha, nhai nhanh nè. À. Ai
Mãi cũng xong. Ăn kiểu Tây này. Anh nói cơm thơm chưa nhỉ anh nhỉ? Mình nhìn thấy nó giòn rồi. Nó béo rồi. Giòn ra. Anh ấy đổ nhiều miếng đầu cho mình nhìn đấy quá. Cay quá. Đây. Miếng chả ớt. Đồ Tây các thứ cũng phải Tây. Dai giòn sần sật. Nên là phải ăn chuẩn. Ngon không? Ngon không? Riêng ăn đúng kiểu Tây. Nhưng mà Tây không ăn được kiểu như anh em mình đâu. Anh em mình ăn ở khách sạn. Anh ơi, nhưng mà nhìn Tây, sao? Bên nước Tây có đồng không? Có à? Không có đồng. Em tới tầng nhà cổng. Em tặng đồng. Nước tầng mình đầy đó. Quá ngon. Béo. Tiểu Nhị đâu, cho thêm một phần rau nào. Lấy đâu Tiểu Nhị? Cho sang. Đi lấy. Nào, có ăn rau không? Đó. Tao cũng bị thụt thụt ra đằng sau này. Thật ra là mình bị sứt chân ở đây này. Thế là không quá đạp ở đấy. Thế là sót nếp chân cao. Ai bảo anh cứ ngày đi chân đó làm gì? Một phần này mỗi người đang ăn đi đánh rắm. Đang miếng cà chua cho nó yêu đời. Cứ ngày ngày ăn cà chua. Ngon. Mình không sửa trường cà chua. Ui, thế mà đây người ăn trống nhỉ. Ngon lắm anh ạ, nó dai dai ấy. Theo tôi nên uống rượu Tây ạ. Cái món là giả cầy, món ấy cũng phải làm kiểu Tây không ạ? Anh nghiện à? Đồ Tây không có món thịt cho. Nên món là giả cầy là không có được cụ ơi. Em hay làm cơm mỡ rồi nhưng mà em thấy người ta hay làm mình làm điều tiêu ấy, mình cay. Món gì? Tiêu á? Tiêu ấy. Tiêu thì ăn gì? À tiêu ấy, nó mới quả tiêu ấy. À tiêu đầy nhà ấy. Nó bằng quả tiêu ấy. Quả tiêu là gì? Em thấy người ta là nấu đấy mà. Nấu cái gì? Một cá các kiểu ấy. Gì vậy? Này. Thôi anh lấy đâu tiêu à? Anh vẫn chưa nói đâu. Cái gì? Anh hứa mấy em à? Gì nhỉ? Phải mua tôm càng xanh về ăn gỏi mà. Mua tôm càng xanh không chuyển ra miền Bắc. Nó đóng đá mất. Thế đi đóng đá ăn luộc. Ăn gỏi thì tao cũng bảo là ăn gỏi. Hay là ăn chuyển sang tôm hùm Nha Trang. Lại đi giải cứu tôm hùm tiếp. Vậy ăn gỏi nhỉ? Gỏi ngon lắm. Được. Thế thì ngày mai mai hoặc ngày kia đấy, sẽ cho mày một mâm hải sản anh em mình ăn sống. Mai hoặc ngày kia nhưng mà nó cần vận chuyển chứ. Ok. Tiểu Nhị đâu, cho thêm hai phần thịt bò Úc sốt nước ý thế nào. Sốt rồi. Em hết rồi. Úc sốt spaghetti nè.
Nào. Ấy, con chu này nó ra đồng rồi. Chu chu chu. Chu. Con chu em nó tìm ra đây này. Ấy, nó làm gì? Đây này, ăn không? Nó miếng to to. Ê. Cái gì cái bo đấy nhỉ? Ấy, em ném nó trong chuối. Đây. Hai phần. Một phần cho chó. Ừ. Đây. Hát cho nó miếng. Đấy. Cho nó miếng cho to này. Đừng có ném xuống chuối nhá. Quần cẩn nó. Su su su. Miếng này à, cho gọi là em Su Su đã cất công đi tìm lại anh em mình. Ăn đi. Đấy. Ngon lắm đấy. Đủ nước đấy, anh bắt nó lội nước. Rồi, vừa uống vừa ăn vừa uống nó có phải. Đấy. Đấy. Dạ. Mấy hôm nay là đi tập săn đấy mọi người ạ. Đi cùng à, em chó săn. Em chó săn tạm biệt rồi. Quên lại đi vào đây. Đi tay nó này. Chắc em chẻ mãi không được ấy. Đây, rồi. Chẻ cái này nó cũng phẳng. Chẻ phẳng đấy à? Đấy, cái gì vẫn này em chẻ được. Đây, lấy dao sắc này. Dừng. Dạ? Dừng. Đưa tao bảo. Ăn thử. Đấy. Ngon không? Ngon ngon. À. Vừa chín tối. Bữa này cũng thế mà. Cái này ngon hơn. Cái này béo hơn. Đây, nó vừa chín tới này cho mọi người xem nhé. Các mình nhớ. À. Giỏi lắm. Đây. Ngon nhỉ? Tuyệt vời luôn mọi người nha. Wow. Ấy, thấy không? Giỏi lắm. Giỏi lắm, mềm. Cái món này vừa giòn vừa mềm vừa giòn. Hay nếu mà nướng thì vừa dai. Ê, cho em thêm một miếng. Lại có em nữa. Đây. Ê, đừng miếng này ngon. Đây, bây giờ chia đôi hai đứa nó đã trầu kìa. Đấy, nó đi mất. Đây. Nó quất rồi nó. Đây, chim, thế. Su đây. Su rồi. Đây, chim. Chim. Đấy. À. Hai em chó tự dẫn nhau đi tìm anh em mình. Đây. Ôi, cái này nó biết anh em mình ngoài đời đấy. Chờ tí. Ăn thêm miếng nữa lại cho bọn nó ăn miếng. Mấy em này săn đỉnh cao lắm. Lần trước nó săn được con chuột đỉnh cấp đấy. Chuột đỉnh cấp của chuột to anh em mình ấy. Đấy, để mình sẽ review cho mọi người xem gọi là cách ăn của bọn Tây nó như thế nào nhé. Đấy, này, hai miếng nầm này. Đấy, xa. Đấy, đặt ra nó quyệt cà chua. Quyệt cà chua. Anh ăn lại còn làm mau lên nữa. Quyệt cà chua, này. Hey,